xin chào cô bác anh chị và các bạn. Sơn, trước tiên cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều niềm vui, sức khỏe giàu năng. Hôm nay hai anh em đầu năm mới để đi thử thách bánh ướt. Hai thu cho thầy nha. Đây là bánh ướt. Ăn khả năng ăn được như vậy anh? Điều này chắc cũng là cả 7-8 dĩa được. Dạ, cũng phải giữ vậy cha. Không dĩa hả? Giỡn nha. Cáo dĩa được rồi. Đây, nước. Rồi, bây giờ tạm thời mỗi người ăn 5 dĩa đi. Ai ăn hết trước thì thôi, còn thua ăn sau nha. 5 dĩa hết à? Rồi, em hết rồi. Hết không? Cái thằng đó hết. Cái thằng đó ăn 9, 8 nè. Nó ăn là 1 dĩa hết 20 ngàn. Mà nó bất kỳ nó vô đây nó ăn là nó không cần đổ luôn. Nó cũng 2-3 đứa. Nó ăn 6 dĩa. Ăn 6 dĩa luôn hả? 6 dĩa. Rau nó ăn một cái tao nó không còn gì của tao hết rồi. Bữa nay nè, bữa nay gặp nữa nè. Rồi. Tao gặp rồi. Tao gặp ăn rồi. Tao có bị buộc bột bám các chiều một lần rồi. Đây mình ăn kế bên chợ Thượng An. Thì cái đường này thì đây là đẳng khoảng gần cây số là tới phà về bên hướng Sóc Trăng. Hôm nay là cũng hết Tết rồi. Nước đơn sơ vậy mà làm mà rất là ngon. Cái này trước rồi xong cái hồi mà mới bỏ chả lên hả Chính? Vậy rồi bắt đầu Chính bắt rau, Chính bắt chả. À, rau với chả lên. Chả lên rồi nước mắm chôn, nước mắm rồi. Để Chính làm. À, không đủ dĩa. Đủ tao đủ dĩa, chặt này. Rồi vậy hả? Chứ tao còn dĩa. Rồi rồi rồi. Có thủ dĩa, bọc dĩa. Bên kia thì tao bán cháo dinh dưỡng. Rồi rồi, có liền rồi. Hai hộp luôn ơi. Rồi làm cho tay trước đây rồi con từ từ. Quầy bánh mì cũng thấy rất là ngon luôn. Rồi giao lên. Đấy, bán cái này Chính bán cái này hết luôn hả Chính? Chút xíu là hết. Trong quán là gắt nhanh tay luôn. Là cốp sạc, cốp sạc. Xe nó đá, nó lấy nó đi, nó lắp nó lấy nó đi. Dạ. Cái giò này mới chiên luôn hả Chính? Mới chiên luôn, họ giò ngon dữ lắm. 3 tiếng luôn. Vừa thổi vừa ăn luôn hả? Ừ, 3-4 tiếng nó còn không mềm quá. Nó nhét giỏi. Nó hấp dẫn luôn. Cái giò miếng chả lụa. Miếng chả quế hả? Chả quế. Có nem nướng không? Có nem nướng. Có nem nướng. Nem nướng vô là chặt sắp hết Chính. Đúng rồi, hai anh em ăn 10 dĩa. 10 dĩa nước. Chừng nào? Lấy tiền hả? Lấy tiền mày chờ đây chị đây. Tao bỏ bạc cho tao lấy. Chúc em ăn hết sau là trả tiền nha. Ừ. Xin cảm ơn cô bác chị các bạn ăn sáng với anh em mình. Cả nhà sáng cả nhà rồi quê.
nữ lép quên anh cầm quá.